Hello, xin chào các bạn. Good Nails Job. How is everybody doing today? Hello, everybody. Để em đợi chút xíu để cho mọi người vào vô cái live class của Cindy bữa nay. Hello, tất cả. It's been a long time. Lâu rồi Cindy không có lên Nails Job để làm live. So, I'd like to say hello again. Đợi em chút xíu ha, để em share cái video. Mọi người có khỏe không? Let's see. Để em đợi chút xíu để cho mọi người vô vào cái live của Cindy hôm nay ha. Mọi người có vào đi làm chứ? Bây giờ Cindy ở Florida, nó cho tất cả salon ở Florida về tiệm để làm. So I know that a lot of people bây giờ có xài cái sản phẩm của Nails Job, cái này là kêu là Tap Hybrid Gel. So hôm nay Cindy muốn ủng hộ cái sản phẩm này. So để em share cái này trước ha. Let me see. Okay, so Cindy sẽ đọc mọi cái comment, nhưng mà em phụ em muốn nói là Cindy không biết đọc tiếng Việt, so em hỏi mọi người để comment vô tiếng Mỹ để cho Cindy đọc theo, and Cindy sẽ trả lời mấy cái comment. So any questions you have, please message in English so I can reply to your comment during the live. Okay, so để em start ha. Hôm nay em muốn giới thiệu cái sản phẩm này là kêu là Tap Hybrid Gel. Em biết là mọi người có thấy Cindy làm cái lớp nhiều lần bằng cái sản phẩm này, nhưng mà bữa nay em muốn làm một cái demo rất là cool. Cái design nó kêu là quartz nails. So I don't know if you can see this design, but this is really really hot bây giờ. Em biết là mọi người có thấy trên Facebook or Instagram or even you know some YouTube video how to do this design, but I'm gonna show you how to do it with the hybrid gel system. So it's very different. So cái kit của mình bỏ vô cái hộp này đó, it's really good tại vì nó have everything that you need to get started. So if you have not tried cái Tap Hybrid Gel system này, em giới thiệu cái kit này tại vì cái kit nó có đủ cái đồ nhẹ để mình cần để làm cái hybrid full set. So this one nó có cái top, như cái base, nó có cái jar này, cái jar để mình đặt bỏ vô alcohol solution. So just regular alcohol solution, 70% or more, that's all you need. Also, nó có cái màu clear, white, màu hồng để cho mình làm pink and white ombre or regular French color. Also, nó có cái cọ này nè. Cái cọ này mình có một cọ cho tap hybrid gel thôi. So one side là bằng sắt, bên kia là bằng cọ. So this is really good quality. And this is all you need for the hybrid gel system. Okay. So cái hộp này nó có hai lớp lận. So this is the first layer. You have the three color. And ở dưới này thì mình có thêm 6 màu nữa. Thêm 5 màu. 5 màu màu hồng để cho mình làm pink and white. Hi Jazz. And nó có một cái cọ để mình push cái cuticle. So Cindy sẽ demo hết cái sản phẩm này để cho mọi người biết là cái step by step nó xài nó làm sao ha. So if you need to comment or ask me any questions, please text in English so I can read it back, okay? So để Cindy also quảng cáo cái màu mới của cái sản phẩm hybrid gel này. So we have a new color collection, nó kêu là Neon Glow. So cái Neon Glow này nó đẹp lắm. Tối thì nó sẽ sáng, nó sẽ glow in the dark. And bây giờ mình có thêm màu, 9 màu mới. So it looks really nice. Cái này là cái màu của cái French collection. So nó có màu trắng, màu clear, màu hồng. And cái Neon Glow collection của mình á, thì bây giờ mình có mấy màu này. So cái màu nó không phải là nó đậm lắm, nhưng mà nó very natural, good for like spring collection. So also remind là cái màu này là Neon Glow. So tối đó phải mình không có đèn á, thì cái màu này nó sẽ sáng, nhưng glow in the dark. So it's really nice. So that's the new collection that we have. So hôm nay Cindy muốn làm một cái live
demonstration cái lớp này là we're gonna call quartz nail design. So bây giờ Cindy sẽ quay cái camera qua ha. So give me 1 second. Okay. Okay. Cái đèn nó sáng không mọi người? Can you see okay? I want to make sure cái này mình thấy rõ. Okay, cái design này nó kêu là quartz nail art with hybrid gel. So the way Cindy muốn làm cái lớp, cái teach cái technique, cái kỹ thuật của cái design này. So để cho mình bắt đầu ha. Em sẽ lấy mấy cái tip clear. Lần nào mình làm bộ mới á, mình phải xài cái tip clear, tại vì cái tip clear nó thấy rõ ràng cái chung của cái hybrid gel, like the design. So even on top or the bottom, you can see it really good. So Cindy sẽ làm cái design similar to cái nail này. Okay, so bây giờ mình sẽ set up trước. You're going to need the base gel. So để Cindy bỏ hết da cái sản phẩm mình cần bây giờ ha. Base gel, top gel. Cindy sẽ lấy cái tube mà clear. Tại vì nói chung là cái design quartz này nó phải mình xài cái clear đó, nó thấy nó more see-through, nó more real. Nó thiệt giống cái đá quartz. Em sẽ làm một cái mà pretty natural. So em sẽ lấy một cái pink and chút xíu màu white. Cái khác biệt của cái quartz versus cái marble design của hybrid là two different technique. So mọi người có thấy là cái này là basic marble with the hybrid gel. Em xài cái màu của cái neon collection. So cái này em lấy 2-3 màu, em xoay nó thôi. Nhưng mà mọi người có thấy cái design của cái quartz nó khác biệt chút xíu không? So mình thấy rõ ràng mấy cái line của cái màu trắng. And ở đây em xài thêm màu xanh. So mấy cái màu này em xài đó không có phải là hybrid gel, nhưng mà nó là gel polish. So that's the difference between regular marble với cái quartz design. So phải ở nhà mình có màu gel á, mình xài màu gel hiệu nào cũng được hết. Nhưng mà cái của Dip and Dual cái màu nó rất là sáng, so I recommend mình xài cái gel loại nào nhưng mà nó high quality để cho cái design nó da đẹp hơn. Tại vì mình không muốn cái màu nó bị bay nhiều quá. Ok, so để em để đi. Mình sẽ có cái cọ của tab. So nhớ là một bên là cái brush, một bên là cái đồ sắc để mình cắt cái hybrid nó ra. And also mình có cái stone pusher. Chút xíu Cindy sẽ tháo hai móm của Cindy để cho mọi người xem là mình tháo hybrid gel làm sao. Tại vì em có biết là nhiều người message vô nail job hỏi mình cái này mình tháo được không, cái này mình soak off được không. So actually, bữa nay Cindy sẽ không có soak, em sẽ xài cái bit đầu dũa nhưng mà nó rất là bàng để cho mình dũa da. Tại vì mọi người muốn biết là mình tháo làm sao, and Cindy sẽ demonstrate là mình không cần soak luôn, như vậy nó lẹ hơn. Okay, so cái first step của Cindy, mình phải có cái đèn LED nữa ha. Cái này là mình xài LED đèn 48W ha, trở lên là được rồi. And cái jar của mình nó sẽ bỏ là alcohol solution. So bây giờ Cindy sẽ đổ vô nước alcohol. Mình xài nước alcohol bình thường thôi ha mọi người. Mình không phải là mình phải mua cái gì đặc biệt, nhưng mà mình nhớ là mình xài cái nào nhưng mà 70% trở lên là được rồi. So ở đây thì Cindy có là 99%. Em sẽ đổ chút xíu thôi. Thường thường cái full set đó mình không cần xài nhiều alcohol. Em sẽ đổ vô cái nắp của cái chai này để cho mọi người thấy là mình không cần xài nhiều. So mỗi lần mình làm khách mới á, mình xài chút xíu giống vậy thôi. Mình đổ vô cái ly này. Tại vì cái này, cái alcohol đủ vậy đó thì mình làm được một cái full set. So mình không có phí nhiều cái alcohol.
That's what I like about this product too, because mình không có waste nhiều cái product. Okay, so Cindy sẽ làm một cái sample trên cái nail tip này. So bây giờ em sẽ buff cái nail bed để cho nó không có bị sáng quá. Muốn cho nó bị sườn chút xíu quá để cho cái base gel nó dính trên cái tip. Okay, so first lớp là mình sẽ bỏ vô một lớp base gel. Hello mọi người, thank you so much for watching today. Okay, so mình sẽ sơ một lớp mỏng thôi ha. So cái base gel nó phụ cho cái hybrid, nó dính vào cái móng thiệt của cái nail bed. So mình sẽ hơi đèn cho nó 30 giây. Tại vì cái base gel nó có cái primer với cái bonder nó built in trong cái chai này, so mình không cần xài cái nước khác để cho mình dehydrate cái nail. Okay, so cái first design Cindy sẽ làm là cái này ha. Cái này là màu tím. Actually, để Cindy làm cái này second one, để em đợi chút xíu tại vì em muốn cho mọi người thấy cái kỹ thuật của cái simple design trước. So cái kỹ thuật này nó more simple, nó có 3 màu với nó có thêm cái màu gel màu trắng. Okay, so 30 giây xong, mình sẽ bắt đầu xài cái hybrid gel system. So Cindy sẽ lấy hai màu này ha. Yeah, để mình để thêm màu của cái neon collection. Để em lấy cái màu tím nữa, màu tím này nó đẹp lắm. Mình cái này mình xài nó rất là sạch sẽ tại vì mình không cần vô cái jar để mình lấy cái product, mình lấy cái cọ cái bằng sắt á, mình rắc nó ra thôi, như vậy nó quá sạch sẽ luôn, nó không có bị cross contamination. Ok, em sẽ bỏ chút xíu, để em bỏ chút xíu nữa tại vì cái móng này nó hơi dài. Ok, em sẽ đẩy vào clear. Em biết là mình mới bỏ lên cái website mấy màu này để cho mình bán nó riêng. Tại before mình bán nó set. Nhưng mà bây giờ mình có nhiều sản phẩm để cho mình bán riêng. So mọi người muốn thử màu thì có được mua nó one by one. So em sẽ xài chút xíu màu trắng ha. So cái này first step giống cái marble design giống Cindy nhiều lần. Em làm cái regular marble design trước, and then after cái technique này đó em sẽ show mọi người how I do the coarse design. So bây giờ mình sẽ lấy cái cọ mình để vô nước alcohol chút xíu thôi để cho nó đừng có bị stick, and then mình sẽ xoay nó. So after mình xoay xong á, mình sẽ lấy cái màu trắng của cái so cái này là màu trắng của nail của gel color. So regular gel color ha. Huh? Em sẽ để đi. So em sẽ để chút xíu trên cái đá này. Okay. So em sẽ lấy cái màu gel. Cái này em chưa có mix cái gì hết. Em sẽ bỏ vô cái hybrid. Tại vì gel với hybrid gel bình thường nó sẽ mix vô, nó không có bị sao hết. So bây giờ mình sẽ lấy cái cọ bỏ vô cái nước alcohol để cho nó không có bị dính cái cọ với cái gel. And mình sẽ tap nó xuống. So nhớ là cái gel màu trắng á, mình đừng có bỏ nhiều alcohol quá tại vì nó sẽ làm cho cái gel nó bị bay. Nó sẽ bị ướt quá. So bây giờ mình sẽ đè nó xuống, mình tap nó xuống từ từ thôi để cho nó giữ mấy cái line của cái màu trắng màu gel mình bỏ lên á. Ok, so mình đừng có kéo nó ha, mình chỉ có tap nó xuống thôi.
Ok, ở dưới này đó Cindy sẽ để chút xíu kim tuyến. So em sẽ phủ cái hybrid để cho nó có chút xíu, để cho nó có cái độ sticky. Ok, bây giờ em sẽ lấy cái kim tuyến của Nails Job. Cái này là glitter flake. Em sẽ dính lên cái cọ, tại cái cọ nó hơi sticky chút xíu. Em sẽ bỏ đi. Em muốn cho nó có chút xíu màu thôi. Ok, so bây giờ em sẽ bỏ vô cái máy cho nó hơi đầy 30 giây. So that's one way to do cái marble, cái quartz design. So nó sẽ da giống vậy. So ở đây, trong đây đó là cái gel màu trắng xin mình mới để lên. So cái này không phải là cái hybrid, mình xoay vô. Ok, so bây giờ nó cứng rồi, mình không có được xoay nó nữa. Bây giờ mình sẽ bỏ chút xíu clear để cho mình cap cái kim tuyến. Em sẽ bỏ trên cái chỗ nhưng mà em bỏ kim tuyến thôi, tại vì ở đây nó dày rồi. Mình không có cần bỏ clear lên hết cái bóng. So nhớ là mình lấy cái alcohol để cho mình phủ cái cọ với cái hybrid, nó không có bị dính nhau thôi. Mình không cần xài nó nhiều quá. Phải nó ướt quá thì mình lấy cái cọ bỏ lên cái giấy để cho nó khô. Ok, so cái hybrid này nó dễ xài lắm, tại nó không có chảy. Nên là mình muốn cho nó khô, hơi đèn á, thì mình xong cái shape rồi á, thì mình đừng có đụng nó nữa. Bây giờ mình sẽ hơi đèn cho nó 60 giây. Mình xong cái design rồi đó thì mình để cho nó hơi đèn 60 giây. Nhưng mà phải mình muốn add thêm vô kim tuyến hay gold flake thì mình hơi đèn cho nó mấy giây là được rồi, cho nó set, cho nó cứng, and then after mình sẽ bỏ thêm cái tab clear. Anh Tran. Anh Tran hỏi là how much full set you doing chị? Thường thường cái full set của cái quartz design em sẽ tính khách là 75 đồng trở lên. So giống cái size này đó, em sẽ tính nó 75 đồng. Phải cái size nó dài hơn giống vậy đó. Cái này là chắc chắn là 95 tới 100 mấy rồi, tại vì nó hơi dài. And cái technique của mình xài thì mình xài nhiều hơn, cái product mình xài nhiều hơn. Nhưng mà cái này em chưa có bỏ hộp xoàn nữa ha. Phải mình để thêm hộp xoàn nữa thì mình sẽ tính nó thêm nhiều. So just the plain set, em sẽ tính nó bình thường giống vậy đó là 75 đồng. Okay, so after mình set xong, mình sẽ bỏ cái lớp top gel. Tại vì cái top gel này nó có cái loại seal với cái loại shine. So right now, mình sẽ seal cái hybrid trước sau mình vũ nó. Tại vì bây giờ nó có cái độ sticky, right? So bây giờ phải mình vũ nó không có được clean. And also mình phải seal cái hybrid để cho nó cứng. And vậy nó mới protect cái design nữa. Okay, so I'm gonna seal the hybrid. Okay, bây giờ em sẽ bỏ vô máy. So after mình seal xong cái một lớp top gel, mình sẽ hơi đèn cho nó 60 giây. Okay, để em làm thêm một cái nữa ha. So, em thích cái màu xanh này, tại cái này nó giống jade. Mọi người có biết jade rồi phải không? I love jade. Jade and a lucky stone. So I'm gonna show you how to do this color design. Okay, so again, first step là mình phải phủi cái độ sáng da chứ. So bây giờ Cindy đang dạy cái kỹ thuật của cái quartz, nhưng mà chút xíu em sẽ tháo ra hai móng này để em để làm một cái demo trên cái móng tay của Cindy. So I'll show you how to prep the nail bed. So nhớ là first step là mình phải base gel. So base gel. Sưng nó cái lớp mỏng thôi. And then mình sẽ hơi đèn cho nó 30 giây. Okay, so bây giờ cái này xong rồi. Cái này mình chưa có vũ nó mà mọi người có thấy nó đẹp không? Nó rất là trong. So
cái chỗ này nó không phải là cái màu gel, hypergel màu trắng, cái này là nước sơn gel. So anytime mình muốn cho mấy cái line cho nó sáng hơn á, mình sẽ mix vô regular gel polish. Tại vì hybrid is a gel. So you can mix together regular gel polish and hybrid and nó không có bị sao, nó không có bị hở đâu. Okay, so em sẽ làm một cái design màu xanh. So now I'm gonna take my gel color. This is green. Để em xài chút xíu màu vàng luôn ha. So nhớ là mình xài cái gel nào nhưng mà nó đừng có lỏng quá. The more pigment the better. Okay, so bây giờ Cindy sẽ bỏ một lớp clear. Cái tube này là clear trong cái kit của mình, cái French collection, nhưng mà phải mọi người muốn mua thêm màu clear đó, mình có cái size lớn này nó double, gấp đôi. Tại vì em biết là clear đó mình xài nhiều lắm. Lần nào Cindy làm design đó, em sẽ xài clear. Để cho nó phụ, mình không có bay cái design. So mọi người có thấy Cindy squeeze cái clear ra cái tube không? Sometimes cái tube này đó, cái lỗ nó nhỏ quá. Phải mình làm fill thì nó không sao, nhưng mà phải mình làm cái bộ mới thì mình cần nhiều clear. So Cindy sẽ recommend là mình tháo ra cái nắp. And then mình squeeze nó ra để cho nó dễ hơn. See that? Nó không có sao hết á. Ok, em sẽ lấy chút xíu màu xanh của cái Neon Collection. So cái này là Neon Glow màu xanh. It's like a light lime color. Em sẽ để lên. Ok, so bây giờ em sẽ xoay nó chút xíu trước. So I'm gonna marble the two color first. Nhớ là mình không cần xài nhiều cái hybrid ha, tại vì em biết là nhiều lần mình mới start của cái sản phẩm này mình nghĩ là mình cần nhiều lắm, so mình squeeze quá nhiều luôn, nhưng mà I recommend mình start chút xíu thôi, and if you need more then you can always get more. Okay, Cindy, bây giờ cái cỏ đó em sẽ lấy chút xíu màu trắng, em sẽ để vô, em sẽ xoay nó giống nó có mấy cái line, natural lines. Okay, next color em sẽ lấy màu xanh. Em không có rửa cỏ nhiều tại vì giống cái natural stone nó very different each time. So nó có nhiều cái màu, nó lợt, nó đậm, nó lợt, nó đậm. So it's all depending on how you want the look. So phải mình muốn thêm màu xanh đó, thì mình để thêm màu xanh ở chỗ này. So it just all depend on how you want it. Okay, so bây giờ Cindy sẽ để cái cỏ vô cái nước alcohol. And em sẽ push tap lên cái hybrid. Tại vì em xoay cái design nó thấy chưa có rõ, nhưng mà em không muốn cho nó bị bay nhiều quá đó. So em không có lấy nhiều nước alcohol, em sẽ lấy cái cọ cho nó hơi khô, nhưng mà em để cho nó đủ cái cọ với cái alcohol để cho nó không có bị sticky quá thôi. Ok, em sẽ tap nó xuống. So chỗ nào em thấy nó đẹp rồi đó, em không có bỏ nhiều nước alcohol, phải nhiều quá thì em sẽ lấy ra rửa cỏ. Ok, so bây giờ em sẽ tap nó xuống. So you can mix gel polish and hybrid gel, nó không có bị sao hết, tại vì everything is gel base. Ok, so we just want to make sure mình smooth out the hybrid. Mình đừng có sợ là nó bị uneven. Mình muốn để cho nó có cái line của cái marble and the design. Tại phải nó bị thiếu ở đâu quá thì một chút xíu mình sẽ để một lớp clear tap để cho mình seal nó. So bây giờ em sẽ bỏ vô máy. So mình hơ đèn 30 giây. Lần nào xin thì có thể giờ đây em sẽ clean cái cỏ để cho nó sạch sẽ. Okay, so this one is really nice. Cái này có nhiều cái detail. So bây giờ mình sẽ làm cái màu này ha.
Okay, does anybody have any questions so far? Okay, so bây giờ mình xong, mình hơi đèn 30 giây. Bây giờ nó có cái chỗ nhưng mà nó bị thiếu á. Cindy sẽ bỏ chút xíu clear. So em sẽ để chút xíu thôi. Over cái chỗ nào nhưng mà nó bị thiếu. Em sẽ tap nó xuống. Okay, hơi đèn. Okay, để Cindy prep cái next nail ha. So after mình làm xong á, mình phải seal cái hybrid. So mình sẽ xài cái top gel mình seal nó để cho nó shiny. Chút xíu mình vuốt nó không có bị cộm. So pretty. Cái này nó giống natural stone, giống cái jade. Okay. So this one, mọi người có thấy ở dưới này không? Nó có nhiều màu lắm. And Cindy sẽ cho mọi người thấy how I do that one. So first step is I'm going to take cái màu, cái base gel để mình để một lớp trước. Nhớ là lần nào mình làm fill hay mình làm bộ mới đó, mình phải có một lớp base gel. And mình base gel the whole nail. Even though you do a fill, mình phải sơn cái lớp over the whole nails. Okay, so cái này là xong. Yeah, em mong bữa nay mình làm cái design kêu là quartz nail art, cái pink and white French á, em để cho nhà khác để cho em làm cái lớp của French ha. Tại vì bữa nay em muốn do cái demo này trước. I'm gonna try to do more live about the French and about the hybrid gel. Tại vì em biết là cái bây giờ có nhiều người có mua cái sản phẩm này. So I want to show you many different techniques that you can do that's not just only French, pink and white. Mà có nhiều cái design để mình làm với cái hybrid gel system. Okay, so this one underneath, em có màu đen, màu purple. So I'm gonna take some of those color first. Mà cái technique này, the way that I do it is em sẽ xài một cái lớp base gel. This one is a little bit different than the other two. Hai cái này thì nó hơi flat, phải không? So bây giờ Cindy sẽ làm một cái technique nó little bit different. So bây giờ em sẽ lấy một lớp cái base gel. Em sơn cho nó hơi dài chút xíu. Tại vì cái technique này nó có nhiều cái detail trong cái gel. So this one, bây giờ Cindy sẽ lấy một cái bịch. Cái bịch này em lấy ở trên supermarket. So mình đi chợ mình mua trái cây hay cái gì đó. Cái bịch này nó ok tại vì nó mỏng. Ha, ở nhà mình có cái Reynolds Wrap cũng được nữa. So bây giờ Cindy sẽ lấy cái bịch đó. Em sẽ làm cho nó hơi uneven. So em sẽ kéo nó, crease nó. Tại chút xíu em bỏ vô đèn á. Em muốn cho nó hơ, cho nó có cái chỗ like a lot of different texture. Em không biết tiếng Việt nó nói sao. But I'm gonna cure only for 5 seconds, okay? Mình sẽ cure cho 5 giây thôi, đừng có cure nó lâu quá. Phải mình bỏ máy nó lâu quá thì nó sẽ hơi cứng, mình không có được kéo cái bịch nó ra. Okay, so em hơi đèn nó 5 giây thôi. So bây giờ you see all the different detail in that one? Nó giống glass, phải không? Okay, so bây giờ Cindy sẽ lấy mỗi cái màu gel, so em muốn xài chút xíu màu đen. Cái sản phẩm Jelly Foam, cái này mình xài tốt cho cái design này too, because nó hơi clear, nó hơi see through, so we can create mấy cái chỗ mà nó clear, nó light, nó thấy nó more natural, like a real stone. So I'm gonna take the jelly foam purple. Em sẽ bỏ vô.
Tại vì cái nào là gel, mình để nó không sao hết. Mình mix vô với hybrid, it's still okay. So cái này là màu đen. Cái này em không có mix vô cái gì hết, màu đen regular. Để cho nó có cái đậm, cái chỗ đậm. Ok, em sẽ lấy chút xíu màu trắng. So I'm creating like a different quartz look with the gel polish first, and then em sẽ cap cái hybrid lên. Okay, I want to use a little bit more jelly foam. Cái này nó really interesting tại vì lát mình bỏ lên cái hybrid đó, mình sẽ thấy cái detail của cái này. Take a little blue. Yeah, chị Huy hỏi là how do we do the fill? Fill nó y hệt cái technique giống mà mình fill bột chị ơi. Mình phải dũa cái chỗ mà mình cần fill. Prep cái nail bed and then mình fill lên. Cái màu giống nhau hơn, phải mình đổi màu thì mình phải làm cái nail cho nó mỏng thôi. Chút xíu Cindy sẽ tháo hai móng này and then I can describe and explain cái technique của fill and also full set. Okay, so mọi người có thấy ở dưới này nó có nhiều màu không? So I'm gonna add just a little bit of yellow here. Tại vì thực sự quartz nó có nhiều cái detail lắm, nó không phải là một màu không. So we want to create that same look. Okay, so Cindy sẽ để vô máy chút xíu. Em sẽ hơi đèn cho nó mấy giây thôi, không cần lâu. Để cho nó set cái gel. And also bây giờ Cindy sẽ lấy chút xíu cái gold flake. So em sẽ để cái gold flake vô cái nail design too. Cái này em sẽ bỏ trước, sau em bỏ cái clear để mình cap nó. Okay. So cái chỗ flake em mới bỏ đó, em sẽ bỏ chút xíu cái base để cho mình seal cái flake. Lát mình bỏ lên cái hybrid gel clear, nó không có kéo cái flake nó qua bị bay. Ok, em sẽ seal cái foil trước, bỏ vô máy. Hơi đèn khoảng 5 giây là được rồi. Ok, so bây giờ mình được cái chỗ nào nhưng mà mình thấy nó bị hơi cỡm á, mình cắt nó ra, đó, chết cũng không sao. Để cho nó easy. Ok, so bây giờ Cindy sẽ lấy cái clear. So bây giờ mình sẽ cap nguyên cái móng, so we need a little bit more. Nhưng mà cái này là đủ cho cái nail dài giống vậy. Okay, em sẽ start from the cuticle area. Em sẽ lấy cái alcohol. Cái này là alcohol bình thường. Em sẽ start cái chỗ cuticle trước. Mình point cái cọ cho nó hơi 45 degree angle. Em mình xài cái tip của cái cọ. Em mình sẽ đè nó xuống. Chỗ nào nhưng mà mình muốn cho nó dày á, thì mình đừng có đè nó nhiều quá. Chỗ mà mình muốn cho nó mỏng á, thì mình đè nó hơi more. Để cho nó bị even, nó thin out. So bây giờ Cindy sẽ kéo đều cái clear. Mình phải đè nó xuống chút xíu ha. Tại vì cái chỗ mà mình để cái bịch á, nó có cái độ dày với độ mỏng. So we want to make sure nó không có bị hollow. Nó không có bị hở gì, không có bị air bubble. So I want to cap the whole nail. Lần đầu cái cọ nó hơi sticky, nó dính vào cái hybrid đó thì mình để cái cọ vô cái alcohol để cho nó tuột. Okay. Alright. Bây giờ Cindy sẽ bỏ vô máy. Cái này mình phải hơ nó 60 giây. So when you're done with the encapsulation, mình phải hơ đèn 1 minute.
huh, Summer? Okay, so yeah, make sure you try this design on your customers. Really nice. Cái bộ mới này Cindy sẽ lấy nó 95 đồng. Em mới làm cái mẫu mới khoảng 2 tuần nay rồi. Khách nó muốn cái design kia là Galaxy Nail, so I did something similar to this. Em lấy nó 95 đồng đó. Okay, so Cindy sẽ bỏ vô top gel để mình seal. Okay, we're gonna seal for one more minute, so 60 seconds. Okay, so để em cho cái nail, cái design nó seal, and bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vũ cái nail này. Tại vì hybrid gel nó mềm hơn bột thường, mình không cần vũa nó nhiều, nhưng mình không có cần đè mạnh nữa. So that's the nice thing about the hybrid. Để em vũa cái shape trước, nên em sẽ xài máy để vũa cho anh. Cái này nó thấy tự nhiên ha. Cái màu họ có màu xanh với màu tím này. So this is more like a natural quartz design. And this one here is more detail. Cái này nó có nhiều màu chứ nó có mỗi cái chỗ clear, cái chỗ không. Cái nó dễ vũa hơn. Okay, lần nào mình vũa đó mình không cần xài cái đầu cái bit dày quá. So Cindy sẽ xài cái medium. Em sẽ lấy cái medium bit này. Mình không cần xài cái coarse ha. Mình xài fine hay medium là được rồi. Ok, lần nào mình vũ đó mình vũ cho nó cái đầu vũ cho nó flat. Đừng có ẩn nó lên nhiều quá. Ở dưới mình cap cái design nó không có bay đâu. Lần nào mình vũ đó không có disappear. Xin em muốn vũa cho nó smooth để cho mọi người thấy cái design nó ra làm sao. Dạ, cái product này nó strong like acrylic, nhưng mà nó không phải là nó cứng giống bột đâu. So with the hybrid gel, nó more flexible, nhưng mà nó strong hơn gel builder. Em biết là bột acrylic nó cứng giống like stone, but this one it's a little bit more flexible, but it's still very strong. Khách em đi á, họ đi một tháng mới trở về, thường thường nó đi 4 tuần mới lại trở lại làm feel. So cái này nó sẽ giữ lâu. Và cái này phải mình thấp cái nail bed kỹ á, thì nó không có bị hở. Chút xíu Cindy sẽ demo cái prepping. Ok, để em buff nó chút xíu. Và hôm nay Cindy sẽ làm cái design kêu là quartz nail thôi, nhưng mà phải mọi người muốn thấy cái French design or pink and white. Tuần trước Cindy có làm cái class, cái lớp của French, nhưng mà để Cindy đợi tuần sau Cindy sẽ làm một cái video with French pink and white. Ok,
And một cái top của cái sản phẩm này đây là nó không có mùi, nó không có mùi liquid hoặc primer. Cái mùi mình thử là alcohol, just regular alcohol solution, so that's really nice. Tại vì nó không có hôi cái tiệm mình nữa, nó không có bị cho mình headache or, you know, any strong smell. So I like that. Okay, Cindy sẽ bỏ thêm chút xíu. Okay, so Cindy sẽ rửa bằng alcohol để cho mọi người thấy nó rõ hơn ha. Okay. Đẹp không? Thấy nó tự nhiên. So the next step Cindy muốn làm is going to be drawing cái detail. So mình sẽ bỏ chút xíu line giống vậy. Look more like nó bị crack. Cái đá nó bị naturally crack ở trong đó. So I'm gonna do that design. So em sẽ lấy cái đá, em để màu trắng lên. So this is màu trắng của regular gel polish. Mình phải xài cái gel nào nhưng mà cái quality của nó tốt ha. Tại vì phải nó lợt quá thì nó không có ra cái line mình muốn. Okay, Cindy sẽ lấy cái cọ của cái hybrid gel. So mình không cần xài cọ khác. Bây giờ mình lấy cái cọ hồi nãy mình đắp cái bột đó. Use the same brush. Okay. So Cindy sẽ create cái này em chưa có sơn top gel ha. Bây giờ Cindy sẽ lấy cái màu trắng. Em sẽ draw some line. Để em lấy cái giấy bỏ đi trước. Okay, so bây giờ mình sẽ rửa cọ, rửa khô thôi, đừng có bỏ alcohol. So bây giờ mình sẽ blend cái line, mà mình đừng có đụng lên cái ngoài trước của cái line ha. Mình blend ở ngoài sau thôi, mình blend one side, đừng có blend hai bên. Như vậy nó create cái detail line cho mình. Okay, so this way em muốn bỏ cái line cái phí này. Okay, so em sẽ blend nó. Đừng có bỏ cái cọ vô cái alcohol, mình để cho nó khô. Em sẽ bỏ hai cái line rửa cọ. Bây giờ mình sẽ blend nó. Đừng có xài nhiều màu trắng quá, tại vì lát nó sẽ hơi mờ. Mình muốn cho nó chút xíu cái detail. Nhưng cái đá nó bị rất bình thường á, naturally. Okay, Cindy sẽ hơ đèn cho nó chút xíu trước. So I'm gonna flash cure that for 5 seconds. Bỏ vô máy 5 giây là được rồi. Để cho nó set cái lớp thứ nhì. Bây giờ mình sẽ bỏ lớp thứ hai ha. So this one em muốn cho nó crack this way. That's why Cindy muốn set cho nó đừng có bị bay á. So the first layer em set cho nó 5 giây. And then I continue to do the next line over the gel. Như vậy nó không có bị blend together. Okay, so để mình đi bên này ha. So em lấy chút xíu gel thôi, phải mình có nhiều quá đó thì mình rửa nó ra thôi. So em sẽ blend nó một one side only. Không cần blend nó hai bên ha, blend nó một way thôi. See, so that looks like a natural stone, nó bị rắc. Could do one more this way. So this is an easy way to do marble line on the quartz. Okay, so Cindy sẽ hơ đèn. So same thing with this one. If I'm in moon at 10 màu, we can do that too.
sometimes natural stone nó có hai ba màu. So I'm gonna take the white and little purple. Em sẽ bỏ cái line ở đây. Cái này small detail nhưng mà nó thấy rất là đẹp. Okay, em sẽ blend nó một bên thôi. Mọi người có thấy rõ không? Phải trên cái phone mình đang coi cái live trên cái phone đó, you just flip the phone around and it's gonna make the screen bigger. Okay, so Cindy sẽ bỏ một cái line ở đây. Blend một bên thôi. Okay, em sẽ hơi đèn cho nó. Okay, cái màu xanh này em sẽ xài chút xíu màu đen để cho em bỏ cái line. Em sẽ blend nó một bên. Dễ làm. Yeah, cái technique này nó when you don't know how to do it, it looks difficult. Nó thấy nó khó lắm, nhưng mà bây giờ Cindy dạy cái kỹ thuật step by step. So mọi người biết là mấy cái line mình bỏ lên cái quartz is created by gel polish. So mình phải lấy cái gel polish mình tan nó để cho nó mỏng. Only on one side. Okay, Cindy sẽ set your mic about 5 seconds. Okay, so this one, I like it, so I'm gonna just put top gel. So mình sẽ seal. So bây giờ cái top gel hồi nãy mình xài cho hybrid seal. Bây giờ mình sẽ xài cái top gel cho nó shine. So just use it like a regular top coat. Đẹp không? Very pretty. Nó có cái chỗ clear, so it looks really natural in that area. Okay, cái này em phải add thêm chút xíu detail. Okay, em sẽ tan nó một bên thôi. Để cho cái chỗ nó dày với nó blend. Okay, nó giống đá ha. Okay, xin sẽ bỏ vô máy. Hơi đèn cho nó 30 giây. So this one, phải mình muốn layer mấy cái line á, thì mình phải đợi cho nó khô chút xíu. And then mình để thêm cái line được. Phải, nó đang ướt á, mình muốn blend hai màu, hai line á, thì nó không có được. Very pretty. Tự nhiên. Em sẽ lấy chút xíu màu xanh nữa. Em sẽ tan nó một bên thôi. Mình được control, mình muốn cái line nó đi đâu. So that's a good thing about it. Nhớ là cái nail này là cái neon glow hybrid gel. So tối đó, cái móng này nó sẽ sáng, nó sẽ glow in the dark. Okay, so Cindy sẽ để vô máy để hơi đó. So when you're done, mình sẽ seal cái nail design. Can take the tap hybrid gel and mình để một lớp clear. Cái này mình để lên gel bình thường cũng được nữa. So mọi người có thấy cái chỗ này là cái marble mình làm hồi nãy with the gel polish, and then these are extra line that we put on top, để cho nó có more detail. Okay, so cái này em xong rồi. Em sẽ bỏ một lớp top gel. Yeah, so hôm nay Cindy sẽ làm cái design quartz nail. Mai mốt Cindy sẽ demo mấy cái kỹ thuật khác. So I don't want to confuse everybody too much. So this one's beautiful. Love that color. Okay, hồi nãy Cindy có nói là em sẽ làm một cái demo trên cái móng tay của Cindy. So,
So bữa nay cái live nó hơi lâu chút xíu ha. Tại lâu rồi Cindy không có làm live, so I want to show you guys some of the technique that you're missing. Okay, so trước sau Cindy sẽ tháo móng. So tháo móng của hybrid nó dễ lắm, nó không có phải nó không có cứng giống bột. So thực sự phải mình muốn tháo cho nó lẹ đó, mình không cần sốt nó. Okay, just want to show you the finished design first. Okay, so this is the three design we did, the quartz nail. Very pretty. Yes, try this at your salon, okay? Love it. So bộ này đó em sẽ lấy khách 95 đồng tại vì em để nó nhiều màu. Phải nó dài giống vậy đó thì em sẽ lấy nó khoảng 95 trở lên. Okay, so bây giờ Cindy sẽ tháo hai móng này ha. Yeah, hybrid gel nó mềm hơn bột acrylic. So thực sự em không có em tháo móng thường thường em không có sốt bằng acetone tại vì em nghĩ là sốt bằng acetone nó làm cho cái skin, cái cuticle nó khô quá. So trước sau mình dũa nó mình sẽ cắt nó bớt. Okay. So hồi nãy Cindy hết cái móng tay của Cindy nó dài như vậy. So mọi người phải đắp cho nó hơi dày ha, đừng có đắp cho nó mỏng quá, phải nó mỏng quá thì nó sẽ gãy. Tại vì cái này just like acrylic, phải mình không có đắp cho nó dày chút xíu thì nó sẽ gãy thôi. Nhưng mà cái này nó không có gãy giống bột bình thường đâu. Khách nói em nghe nó phải nó sơn nó gãy thì nó không có break in the top like this, they break across the nail a little bit easier. Cái này nó more soft and more flexible. Okay, so Cindy sẽ xài cái đầu dũa này, nó kêu là tornado bit. This is the best bit to use for removing hybrid gel. Because mọi người có thấy cái bit này, nó có mấy cái găng này đó, nó smooth, this really coarse, nhưng mà nó có cái chỗ cho nó ventilate. So when you're running the bit fast, nó không có bị nóng nhiều. And also not very strong to remove the hybrid very fast. So Cindy sẽ bỏ cái máy dũa trên cái speed là fast hơn. Đừng có bỏ cái speed nó chậm quá. Tại vì mình xài cái bit này, nó mình phải xài cho nó hơi chạy hơi mạnh. So you see, when I file down the nail, mọi người có thấy cái marble của Cindy không? It's still in the hybrid because it's all the way through. Tại vì hồi nãy mình xoay cái marble design á, mình xoay cho nó all the way inside cái hybrid gel luôn. Bởi vì mình đang dũa nó ra đó, mình thấy nó có all the way down to the natural nail luôn. Thì cái này nó dũa nha, lẹ lắm. Nó không có cứng giống bột thường. So this bit is also good to use for dipping powder. Phải mình muốn dũa cho nó mịn để chút xíu mình sốt nó lẹ. Okay. Yeah, cái này nó dễ tháo lắm. So thường thường phải xin nhiều cần tháo cái hybrid để cho mình làm cái bộ mới đó. Cindy không có sốt vô acetone. Em thích dũa cho nó mịn thôi. Cause cái bit này nó very safe. Nó để cho mình dũa almost 100% off the hybrid. Cả tại em biết là nhiều lần khách không có thích sốt vô acetone. It's very dry for the cuticle and for the fingernail. So Cindy thích dũa nó hết thôi. You see everybody, that's how fast it is to file off the hybrid gel. Nhưng mà nhớ là mình xài cái bit kêu là tornado bit ha. Very safe, and nó không có nóng cái tay nữa. Okay, sắp gần hết rồi đó.
Yeah. So bây giờ Cindy sẽ dụ cho nó 99% hết cái hybrid. Because you don't have to remove it 100%. Tại vì mình không có muốn touch cái natural nail bed của cái cut. So we have to make sure we leave it just a little bit. So bây giờ Cindy sẽ lấy cái bit này. Cái này là medium. And then em sẽ tiếp theo dụ chút xíu nữa. Tại vì cái này nó không có dày quá. It's not so sharp. And I could control a little bit better. So then I could remove 100% of the hybrid gel. Okay. Yeah, that's usually how Cindy take off hybrid. Em không có soak bằng acetone. Tại em không có thích soak cut. Tại vì nó khô quá. Nó làm cái móng tay của nó hư. Sau so, vậy em sẽ bắt đầu để một cái tip. Cái này là natural nail của Cindy rồi. Ok, trong cái kit đó mình có cái pusher kêu là cuticle stone pusher. So trước mình bỏ tip đó, em sẽ push phủ cái cuticle. Mình đẩy lên cái da khô. Very important around cái cuticle này phải nó bị hở là cái chuyện này là nó cái khô, cái da của nó khô quá mình chưa có push back. So you want to make sure that we push back the cuticle before we start. Okay. Mình sẽ phủi bụi. So next step is Cindy sẽ gắn some tip. So cái tip này là kêu là stiletto tip. I like it for long nails and for different shape. Nhưng mà phải mình không có cái tip này đó thì mình xài cái tip thường là được rồi. So em sẽ make sure cái fit looks good. Em để một cái dot thôi, tại vì cái này là 1 second glue. So nó khô rất là lẹ. Phải mình có dư, cái keo nó dư á, thì mình lấy cái tip của cái glue và mình để nó lên thôi. Yeah, cái tip này em thích lắm, tại vì nó create cái shape đẹp lắm. Nó không có bị cong quá. Em sẽ bỏ keo ở đây. Em tè nó xuống. Cái keo này nó khô lẹ lắm. Yeah, chị Huỳnh, did you buy the full set French collection kit? Trong cái French collection thì nó có cái pusher. Cái kit nhỏ thì nó không có. Okay, so Cindy sẽ cắt nó bớt. So I'm going to cut the nails a little shorter. And bây giờ Cindy sẽ lấy cái bit mà mình dũa cho nó sờn. Okay, mình lấy cái bit này, mình để cái disposable sanding band. Phải cái nail mình dài lắm đó, thì mình đừng có để nó vô nhiều quá, mình để cho nó hơi, cho nó thấy cái neck của nó. Cho nó có cái room để cho nó spin. Okay, mình chạy cái máy cho nó đừng có lẻ quá ha. Chạy cái máy cho nó mạnh thôi. À, cho nó slow. Đừng có mạnh quá. Anh nhớ là mình phải dũa hết cái móng giả để cho nó bị sờn. Để cho nó dính cái base gel.
phải nó bị shiny quá đó thì nó không có dính. Không cần rửa nhiều đâu, rửa cho nó hết cái độ bóng được rồi. Just wanna take off the shiny. Okay. Mình phủi bụi. Okay, so nhớ là first step is always going to be the base gel. Even when you're doing the fill, phải cắt nó đi 3 tầng, 4 tầng nó về đó, nó có cái chỗ fill rồi, phải không? Mình phải lấy hết ra cái đạo bóng. So if you have design or top gel for the fill, we phải remove hết trước. Prep cái cuticle area. Giống Cindy mới làm đó, mình push back cái cuticle and then we prep with the setting band. And then after that, mình phải để một lớp base gel. So even if it's a full set or a fill, you still apply a base gel over the whole nail. Very important, mình phải tháo hết cái đầu bóng của cái móng cũ ha. Phải họ có design, then you want to take off all that design. If they have the gel polish before, you want to remove the gel polish and then prep the nail bed for the fills. So mình phải bỏ một lớp base over the whole nails. Okay, bỏ vô đèn 30 giây. So you're gonna cure the base for 30 seconds. Okay, so Cindy said I'm gonna do the purple design again. I love this design. So để Cindy làm cái design này lên cái móng nail ha. I'm gonna take a little bit of the purple, some blue. So mình để màu gì cũng được hết á, mình không cần đi theo cái kiểu của Cindy. But whatever you use, just make sure cái quality của cái gel polish nó tốt ha. And then some black. So mình hơi đèn cho nó 30 giây thôi. So 30 seconds for the base. I'm just putting some gel polish to get ready for the design. Okay, so first step is I'm gonna take the tap clear. Oh, sorry, I forgot. This design, we did the technique with the bag. So the next layer is going to be base again. So em để cái base cho nó hơi dài chút xíu ha. Em sẽ lấy cái bịch ly lông. Cái bịch ly lông này em lấy ở, tại em đi mua trái cây đó. Em lấy cái bịch này tại nó mỏng. So mình xài cái bịch nào mà mỏng là được rồi. Mình không cần lấy cái gì nhưng mà nó phải nó thick quá thì nó sẽ không có cho cái line. Ok, đừng có cho nó lên cái cuticle. So we're just creating some texture to the nail. Ở dưới là em có base gel. Okay, so I'm gonna cure this for 5 seconds. Mình hơi đèn cho nó 5 giây thôi. Yeah, chị Mừng hỏi là so you have to take everything off. Can you fill them? No, Jay, you can fill. Hồi nãy em tháo ra hai móng so I can show you how to do it from the beginning. So you don't have to remove the hybrid each time. Em cứ làm nhiều cái video để cho mình để Cindy dạy cái kỹ thuật filling. So when you can fill the nail, so if it grows out, you just prep the nail bed again, remove all the old gel polish, and then fill the cuticle area. But you have to use the base gel over the whole nails though. So tại vì Cindy muốn do cái demo for the two new set for this design, that's why I took it off. Okay, so bây giờ em sẽ xài cái cỏ của cái hybrid. Em sẽ để vô màu. So I'm just gonna put the gel polish into the design right now. So
So you could put as much as you want to. Em sẽ để cái chỗ không nữa tại vì em thích cho nó sometimes clear, sometimes solid. Em sẽ mix vô màu blue với màu purple. So you can do this design pretty fast. Nó không phải là nó take a long time tại vì Cindy đang nói cái kỹ thuật á. Chỉ cái kỹ thuật, so it seemed like it's a little bit longer, but it's actually a very fast design to do. Em bỏ chút xíu màu trắng thôi, tại chút xíu em sẽ bỏ lên cái design of the crackle. Okay, so cái màu đen á, thì em sẽ bỏ cái chỗ cuticle. Phải nó lỡ quá đó thì mình được hơ đèn trước and then mình để thêm một lớp nữa để cho nó đậm hơn. Okay, so Cindy sẽ bỏ vô máy. Em sẽ hơ đèn. So em sẽ hơ đèn cho nó hơi 5 giây thôi để cho nó set. And then if I want to do one more layer to make it darker, I can do that too. Em muốn cho cái chỗ màu đen nó đậm hơn. So em sẽ làm thêm. So cái technique của cái bịch đó là mình làm cho nó có texture, nó có cái detail ở dưới trước. So the design is up to you. Okay, so bây giờ Cindy sẽ hơ đèn. And then em sẽ lấy chút xíu gold flake nữa. Cái cỏ nó hơi dính rồi, so that's why nó phụ cho cái foil nó dính theo. So I'm gonna outline the quartz. Cái design mình làm bây giờ nó kêu là court design. Giống cái đá natural stone. Okay. Phải chỗ nào mình thấy nó cỡ múa đó thì mình sẽ cắt nó ra. Để cho nó dễ cho mình đắp cái hybrid clear overlay. Okay. So để Cindy bỏ vô máy. So cái lớp này mình sẽ hơ đèn cho nó 60 giây để cho nó đủ cái đèn để cho nó cứng cái gel polish. And then chỗ nào mình để cái foil á, mình muốn để chút xíu base gel để cho nó phụ. Lát mình đắp cái hybrid nó không có kéo cái foil. Okay, and then just cure that for a couple seconds. Okay, so bây giờ mình sẽ bỏ một lớp của cái clear. Cái này là kêu là tap hybrid gel ha mọi người. So cái liquid mình xài là alcohol. So this is 70% or higher. Bây giờ Cindy đang xài cái volume là 99. Em sẽ squeeze ra khoảng bao nhiêu tại vì mình phải overlay the whole nail, so you need about that much hybrid gel. You can tại vì cái bộp này nó không có chảy đó. Em sẽ để lên hai móng một lần luôn. And then you guys can see that it doesn't move. So not very easy to use. I mà chưa có quen đắp bộp á, em guarantee chắc chắn là cái sản phẩm này mình biết xài liền because it's a very easy system. Nó không cần nhiều cái kỹ thuật and also tại vì cái bộp nó không có chảy đó, nó cho mình control 100%. Okay, so em sẽ đè nó xuống, tap nó, kéo cái hybrid at the same time. Lần nào cái bộp nó thấy nó dính
cái cọ đó thì mình để vô alcohol chút xíu nữa, cái alcohol nó phụ cho cái cọ không có dính cái hybrid thôi. Cái này nó hơi dày. So we want to make sure that we cap the whole nail. Okay, cái chỗ cuticle á, mình để cái cọ cho nó đứng lên chút xíu, 45 degree, để cho mình xài cái tip thôi. Hai bên á, mình overlay cho nó mỏng. Okay, mình tap nó, mình tap cái hybrid. So lần nào mình muốn cho nó mỏng á, thì mình tap cho nó dày, a little bit stronger. If you want to just smooth the hybrid, thì mình đừng có đè nó nhiều á. Mình kéo nó nhẹ thôi. Phải mình thiếu chỗ nào đó lại, tại vì em thấy cái chỗ nào nó bị thiếu á, thì em sẽ lấy chút xíu nữa. So you can add on, nó không có too late, tại vì nó không có phải là nó mix. So I'm going to add a little bit more to the tip. Nó sẽ blend, nó không sao hết. Okay, em rút hai bên để cho nó có cái shape. Tại lát mình hơ đèn xong á thì mình không cần vuỗ nó nhiều. So cái chỗ nào mình muốn chỉnh sửa đó thì mình chỉnh sửa nó trước, trước sau mình hơ đèn. Cái chỗ cuticle we want to make sure là mình đắp cho nó mỏng. So mình muốn chỉnh sửa làm sao á thì nó easy, nó chưa có cứng, mình chưa có hơ đèn. Okay, so anh vậy xin đi bây giờ để vô máy. So this, cái lớp này nó mình phải hơ đèn cho nó 60 giây ha. So want to cure for at least 1 minute. Next step, mình sẽ bỏ một lớp to seal the hybrid. So we're going to apply cái top gel. Cái này sẽ seal cái hybrid để cho nó cứng, nó không có bị sticky. Lát mình vuỗ nó thì nó không có bị cộm. Yeah, chị Van, I put the plastic on the bottom to give the nail more texture. So that way when I apply the different color, gel color, nó không có look flat. It gives it more detail, chị. So bây giờ em sẽ seal cái hybrid. Because the design that I'm doing bây giờ đó, nó kêu là quartz design. So quartz nó có nhiều detail lắm chị. It's not like just one flat surface. I'll show you like, giống cái đá này đi ha. You guys can see inside of the stone. It has the little lines and detail. That's why Cindy hồi nãy em bỏ cái bịch trước để cho nó cure cái base gel. And then that way nó cho cái detail của cái base. And then mình để lên cái nước sơn á, thì nó không có look like only one flat color. Yeah, and Ryan, cái kit là bây giờ em biết là nó có cái French collection kit and also the neon collection. After the video is done, tụi em sẽ bỏ cái link vào vô cái video, so you can go directly to a nail shop and look at the kit. There's different kinds. Okay, so after 1 minute, so hơ đèn xong 60 seconds, now we can shape the nails. So the product is a little bit softer than a regular acrylic. So mình vuỗ nó, không phải là mình phải đè nó mạnh quá. But it's still very strong. So em sẽ vuỗ nó hai bên thôi. Mình vuỗ bình thường, giống mình vuỗ bột thôi, nhưng mà mình không cần đè nó nhiều quá. So that's a good thing about this, it's a little bit softer. But that's still very, very strong.
cái hybrid này nó very good for overlay too. Nếu mà khách nó muốn đeo cái màu gel lâu hơn á, tại nó nói là cái gel sometimes nó chip lẻ quá, thì mình để nó một cái overlay mỏng của cái clear hybrid, and then it can last the gel manicure a lot longer. Okay, so bây giờ mình sẽ dũa lên. Em sẽ chạy cái đầu dũa nó medium. Tại vì hồi nãy cái chỗ cuticle em đắp nó mỏng lắm á. Bây giờ em không cần concentrate cho cái chỗ cuticle. I can just file around. And vậy nó không có hở đâu, tại hồi nãy em không có đắp nó nhiều. Và em sơ đó, mình đắp nó dày quá thì mình lấy cái bit để cho mình dũa cái cuticle cho nó clean. Tại vì cái bột này nó không có khô, lần nào mình bật để vô máy nó mới khô. So you can take time to make the perfect cuticle shape. And nó mềm hơn, so we don't have to file a lot either. Yeah, chút xíu Cindy sẽ bỏ clear lên, and then we can see all the design. All the different texture we put in there. Chứ cái phủi, cái bụi của nó không có bay nhiều giống bột. I feel like cái powder của cái hybrid nó nặng hơn. So it's nice because they don't fly all over the place. Nó sẽ rớt xuống cái tay của Cindy. You guys can see that it's a little bit heavier than acrylic powder. Okay, Cindy say. Just a little bit around the cuticle area. This is gonna be really pretty. Yeah, em thấy nó phát hiện cái design rồi. Okay, so until I clean it, then you can see it. Okay, mình sẽ buff cho nó sơ sơ thôi. Tại vì chút xíu Cindy sẽ draw my line này đó, you have to buff it really smooth. Đừng có cho nó coarse quá. Mình lấy cái buffer fine. Hello chị Jenny, hello các mọi người. Cô Cindy share cái video này ha. Tại em biết là nhiều người chưa có biết xài hypergel with nail art. So this is a really good video for you to see. Okay, so bây giờ mình sẽ rửa bằng alcohol. Phải mình trong tiệm, we can just ask khách đi rửa tay. Rửa bằng soap and water. Okay, Cindy sẽ xài chút xíu cái alcohol. Hồi nãy mình xài cho cái đắp cái hybrid. Okay, beautiful. And now mình bỏ cái top gel lên á, thì mình sẽ thấy rõ cái design. But just with the alcohol, you can see all the detail inside the nails. So cái này là mình mix gel polish with hybrid gel để cho nó được cái màu. Okay, so bây giờ Cindy sẽ tiếp theo vẽ cái line. I'm gonna take a little bit of the gel polish, màu trắng. So lấy gel màu trắng. Cái màu trắng của Dip and Duo, cái màu nó hơi dày. So this is a good color to use, good gel to use for the line work. Okay, Cindy sẽ lấy cái cọ của cái tap brush. And em muốn để mấy cái line. So it looks like cái đá nó naturally nó bị rắc, like it's crack. So I'm gonna create some of that shatter look. So Cindy sẽ bỏ cái line ở đây. So lần nào em bỏ cái line trước á, em sẽ đứng lên cái cọ. Em sẽ xài cái tip của cái cọ thôi. Đừng có để cho nó bị cái line nó bị mập quá. So em sẽ rửa cọ. Bây giờ mình sẽ làm... Mình sẽ blend cái màu để cho nó thin out.
But we're gonna only blend in one side, đừng có blend hai bên. So phải nó dày quá nó không sao, tại vì mình sẽ kéo cái màu nó ra. Mình sẽ tan cái màu để cho nó mỏng. Okay, let me do one more line here. Cái này nó look like natural crack in the quartz. Okay, em sẽ set trong cái máy 5 giây để cho nó set cái first layer. If we want to create like crisscross line, tại vì nhiều lần cái đá nó crack many different lines, right? So it's not only one way. So để Cindy bỏ thêm cái line nó đi. So em sẽ lên cái second layer. So the first layer em cure mấy giây thôi để cho nó không có bị chảy. And bây giờ em tan ấy, lớp thứ hai thì nó không có bị blend. Okay, so that's creating two lines. So if you want to use some color, bây giờ em sẽ xài màu trắng với màu purple. I'm gonna go in here and bỏ thêm cái line. Này nào em tan cái màu đó, em tan nó một bên thôi. Bây giờ nó khó thấy nhưng mà chút xíu em để màu clear lên á, mọi người sẽ thấy rõ ràng cái design, cái detail. Ok, cái cỏ đó mình không cần bỏ vô nước alcohol ha. Mình tan nó khô. Mình lấy cái cỏ. Make sure you clean off the brush each time. Ok, so Cindy sẽ bỏ vô máy. Hơi đèn. So lần nào mình bỏ vô máy mấy giây thì nó sẽ set cái first layer. Here's another one. Mình đừng có để nhiều line quá, tại mắc công nó bị mắc cái design ở dưới. Lần nào em muốn crisscross cái line, em sẽ bỏ vô máy chút xíu. Lần nào mình tan, mình không muốn cho nó thấy nhiều màu đó thì mình sẽ rửa cỏ. So you can control the line as well. If it's too thick or too dark, you can always blend it, make it thinner. Okay. Để ở đây em làm thêm một cái nữa ha. One more line right here. Tại vì cái stone nó bị rất nhiều chỗ quá. So em blend nó một bên thôi để cho nó giữ cái đậm. Okay, so let's send it your mind. So final cure for the gel line work, mình phải cure cho nó 30 giây để cho nó chút xíu mình để clear lên nó rất là trong. Mọi người có câu hỏi nào không? Let me look back at some of the comment. Dạ, chút xíu Cindy xong hết đó, thì em sẽ bỏ cái link vào vô của cái product. Wow, so pretty. Okay, so last step, we're going to seal the design. Mình sẽ để một lớp top gel. So cái design của Cindy làm bữa nay kêu là quartz nails. Nó có nhiều cái texture. So when you do detail work like this, mình sẽ lấy một bộ nhị khoảng 95 đồng trở lên. Dài nhị đó thì Cindy sẽ lấy nó 150. 125, not 150. Phải 150 là mình sẽ để thêm hộp xoàng nữa. So bây giờ Cindy sẽ để vô máy một giây. So for this, the last coat to shine the nail, mình phải bỏ vô máy 60 giây ha. So 1 minute for the final.
và nó chưa có đủ 60 giây thì nó sẽ không có bị bóng. So with this top gel, you can also use over gel polish. And nó sẽ giữ cái gel polish and cái đậu bóng for at least 3 to 4 weeks. So lần nào mình feel for hybrid gel, mình kêu khách phải trở lại khoảng 3 tuần tới 4 tuần, đừng có đi lâu quá. Nhưng mà a lot of khách của Cindy nói là cái này nó đeo lâu hơn bột thường, because nó không có dry cái cuticle, nó không có dry cái nail bed, so nó không có bị hở. So as long as you prep cái nail bed kỹ thì cái sản phẩm này nó sẽ last up to 3 to 4 weeks before you do the fills. Okay, so let's look at the final. There you go. Mọi người có thích cái kiểu này không? Very beautiful quartz nail design. So please try this design now that you see all the different techniques in the dạy bữa nay. Cái kỹ thuật là to give you all the different detail, and you can mix gel polish and hybrid gel together because everything is a gel base. So I hope you guys enjoy the video and the training. Cindy sẽ trở lại tuần sau để làm thêm cái mẫu khác. Huh? Thank you so much. I hope to see you guys next time. Have a good weekend, everybody. Bye.